Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 77 năm truyền thống lực lượng công an nhân dân, sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, làm việc với Cục An ninh Kinh tế, Bộ Công an, cùng dự có đồng chí Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Thời gian qua, Cục An ninh Kinh tế đã bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy, Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, đơn vị, địa phương, phát huy vai trò của toàn lực lượng an ninh kinh tế trong triển khai quyết liệt, đồng bộ và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh kinh tế, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế của đất nước. Đã phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu, triển khai hiệu quả chỉ thị 12 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đồng thời đề xuất với Đảng, Nhà nước kiến nghị các bộ ngành liên quan hoàn thiện cơ chế chính sách, sửa đổi quy định pháp luật để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, khắc phục sơ hở, thiếu sót, kịp thời làm rõ, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến an ninh kinh tế. Lực lượng an ninh kinh tế đã lập nhiều thành tích trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, kịp thời ngăn chặn các hành vi, lợi ích nhóm, góp phần quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo môi trường thuận lợi an toàn cho sự phát triển kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế của đất nước. Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện. Báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý cho thấy hiện các vấn đề như quy định giới hạn tổng độ rộng băng tần thông tin di động, một doanh nghiệp được cấp phép sử dụng, phương thức cấp phép đã được xem xét, chỉnh lý và đạt được sự đồng thuận. Theo ý kiến của các đại biểu, nếu không giới hạn tổng độ rộng băng tần thông tin di động mà một doanh nghiệp được sử dụng, thì với phương thức cấp phép thông qua đấu giá và cho phép chuyển nhượng có thể dẫn đến tình trạng doanh nghiệp có tiềm lực kinh tế mạnh sẽ thâu tóm lượng tần số lớn, các doanh nghiệp khác bị ảnh hưởng có thể dẫn đến tình trạng độc quyền, làm giảm, thậm chí triệt tiêu tính cạnh tranh của thị trường. Dự thảo luật bổ sung quy định về phương thức cấp phép nhằm tháo gỡ khó khăn trong thời gian qua, thống nhất thu tiền cấp quyền với tần số vô tuyến điện có giá trị thương mại cao. Áp dụng đối với cả 3 phương thức cấp phép là đấu giá, thi tuyển và cấp trực tiếp. Dự thảo quy định thời điểm xem xét cấp lại sớm nhất là 3 năm trước khi giấy phép sử dụng băng tần hết hạn. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cho rằng dự thảo cần quy định thêm về trình tự, thủ tục thu hồi băng tần hết hạn không hiệu quả. Về sử dụng tần số vô tuyến điện được phân bổ riêng phục vụ quốc phòng, an ninh để kết hợp phát triển kinh tế, Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần làm rõ quy hoạch, kế hoạch sử dụng, làm rõ các nội hàm để xác định rõ cách làm hiệu quả nếu được thông qua. Cũng trong phiên làm việc sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý để thông qua dự thảo pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng. Theo Ủy ban Tư pháp, cơ quan chủ trì thẩm tra về thẩm quyền xử phạt đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, dự thảo pháp lệnh đã tiếp thu và quy định Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp, đồng thời có thẩm quyền xử phạt trong tất cả các giai đoạn tố tụng để bảo đảm việc xử phạt được khẩn trương kịp thời. Rà soát quy định về hành vi ghi âm lời nói, ghi hình ảnh tại phiên tòa để bảo đảm thống nhất với các luật tố tụng. Thường trực Ủy ban Tư pháp cho biết, dự thảo pháp lệnh được chỉnh lý như sau: ghi âm lời nói, ghi hình ảnh của hội đồng xét xử mà không được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa, hoặc ghi âm lời nói, hình ảnh của người tham gia tố tụng mà không được sự đồng ý của họ trong phiên tòa xét xử vụ án dân sự, vụ án hành chính, không tuân theo sự điều hành của chủ tọa phiên tòa về hoạt động ghi âm lời nói, ghi hình ảnh trong phiên tòa xét xử vụ án hình sự. Một số hành vi cản trở hoạt động tố tụng nhưng đã được quy định tương tự trong các nghị định của chính phủ thì dự thảo pháp lệnh dẫn chiếu thực hiện theo các quy định tương ứng đó. Quy định nhà báo đăng phát nội dung thông tin sai sự thật trên báo chí nhằm cản trở hoạt động tố tụng của tòa án thì áp dụng theo pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí. Hôm nay ngày 18 tháng 8, tức ngày 21 tháng 7 âm lịch, tại Di tích Lịch sử Quốc gia Văn Miếu Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ tưởng niệm 53 năm ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm Kỷ Dậu 1969, ngày 21 tháng 7 năm Nhâm Dần 2022. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại tại bái đường của Văn Miếu Trấn Biên. Việc tổ chức tưởng niệm ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 21 tháng 7 âm lịch đã trở thành thông lệ, được tỉnh Đồng Nai tổ chức từ nhiều năm qua tại Di tích Lịch sử Quốc gia Văn Miếu Trấn Biên.
Ban quy tế các đình trên địa bàn thành phố Biên Hòa luân phiên thực hiện tế lễ theo nghi thức dân gian, thể hiện lòng tôn kính và tình cảm đối với Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Năm nay, chương trình lễ tưởng niệm 53 năm ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh do đình Tân Bản, phường Bửu Hòa làm chủ tế lễ theo nghi thức dân gian. Thực hiện quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, tại nhiều địa phương đã có hàng nghìn lao động nhận được gói hỗ trợ này. Thành phố Đà Nẵng đã giải ngân 26,3 tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho 22.200 lao động làm việc tại các khu công nghiệp theo quy định số 08 của Thủ tướng Chính phủ. Mức hỗ trợ từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng một người một tháng, thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng. Ủy ban nhân dân các quận huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng đã tập trung thẩm định hồ sơ, xử lý kịp thời công tác chi trả cho người lao động. Chính sách này đã động viên những người lao động sau những khó khăn của đại dịch Covid-19, giúp người lao động yên tâm hơn, gắn bó với doanh nghiệp. Hiện toàn tỉnh Hải Dương đã có trên 18.000 lao động tại 454 doanh nghiệp được phê duyệt hỗ trợ với tổng số tiền trên 27 tỷ đồng. Hơn 6.000 người đã được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà với tổng số tiền 9 tỷ đồng, chiếm hơn 33% số hồ sơ được phê duyệt. Tiến độ phê duyệt quyết định hỗ trợ tiền thuê nhà của Hải Dương đứng trong top 10 địa phương toàn quốc triển khai nhanh. Tuy nhiên, theo đánh giá của tỉnh vẫn còn chậm và nguyên nhân là do một số huyện thiếu kinh phí chi trả, quy trình chi trả qua nhiều khâu. Việc xem xét phê duyệt quyết định và chi trả tiền hỗ trợ dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 30 tháng 8. Trong những năm qua, với sự hỗ trợ của nguồn vốn ngân sách trung ương cùng ngân sách địa phương, Quảng Nam đã đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến quốc lộ 40B và các tuyến đường lên các huyện miền núi nhằm tạo thuận lợi cho người dân đi lại, phát triển sản xuất, đồng thời mở rộng thu hút đầu tư và tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội ở phía Tây của tỉnh. Tuyến quốc lộ 40B qua địa phận Quảng Nam dài hơn 147 km. Đây là tuyến đường đóng vai trò trục ngang huyết mạch lên các huyện trung du miền núi phía Tây của tỉnh Quảng Nam. Tỉnh đã đầu tư nâng cấp và đưa vào sử dụng giai đoạn 1 của dự án với tổng mức đầu tư 420 tỷ đồng, giúp thời gian đi lại được rút ngắn, hoạt động giao thương hàng hóa phát triển mạnh mẽ. Sau khi mà cái đường được mở rộng thì người dân người ta phát triển, chỉnh trang lại nhà cửa cũng như là các cái dịch vụ nó mở ra. Một vài cái cửa hàng, cửa hiệu được nâng cấp lên, nhìn rất là khang trang. Và điều đó cũng chứng tỏ rằng thương mại và dịch vụ nó phát triển đi cùng. Cho nên có thể nói rằng là cái quốc lộ 40B mà nó hoàn thành cái đoạn qua Phú Ninh thì nó tạo ra một cái sự phát triển toàn diện. Đây là một tuyến đường rất là quan trọng, hy vọng rằng tương lai không xa thì sẽ nâng cấp toàn cái tuyến này để tạo cái điều kiện về giao lưu hàng hóa giữa Quảng Nam với tất cả các tỉnh phía Tây Nguyên cũng như là nước bạn bên lộ và thông qua cái cảng Chu Lai. Việc nâng cấp mở rộng tuyến quốc lộ 40B mới dừng lại ở huyện Phú Ninh và huyện Tiên Phước, còn ở địa phận huyện Bắc Trà My và Nam Trà My, tuyến đường vẫn còn chật hẹp xuống cấp. Hàng năm mỗi khi bước vào mùa mưa bão, trên tuyến đường này lại bị sạt lở gây ách tắc giao thông. Quảng Nam cần tiếp tục có phương án nâng cấp toàn tuyến để góp phần tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế vùng Tây của tỉnh. Ngày 17 tháng 8, Cục Quản lý Thị trường Phú Yên cho biết đang tạm giữ 34 tấn đường có nguồn gốc từ Thái Lan, nhưng người quản lý không xuất trình được giấy tờ hợp lệ. Phương tiện vận chuyển đường do Nguyễn Minh Chí, trú ở thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định điều khiển, đi hướng Bắc Nam chở 34 tấn đường, bao bì ghi sản xuất Thái Lan. Thế nhưng, giấy tờ cung cấp cho cơ quan chức năng không trùng khớp với thực tế, toàn bộ số hàng không dán nhãn phụ bằng tiếng Việt. Tình trạng các chủ hàng dùng giấy tờ giả hoặc hóa đơn chứng từ các lô hàng nhập khẩu đường khác để hợp thức hóa đường nhập lậu được Cục Quản lý Thị trường tỉnh Phú Yên thường xuyên phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, thời gian gần đây, sự việc hàng chục du khách phải nhập viện cấp cứu do bị ngộ độc thực phẩm đã tác động không nhỏ đến hình ảnh thành phố du lịch Đà Nẵng. Những ấn tượng về thành phố xinh đẹp, sôi động và đáng sống sẽ có nguy cơ bị tác động không nhỏ nếu những vụ việc gây ảnh hưởng tới sức khỏe của du khách không được ngăn chặn kịp thời. Chính vì vậy, các ngành chức năng của thành phố đã và đang nỗ lực bảo đảm an toàn cho du khách. Đây là những hình ảnh được ghi lại tại Bệnh viện 199 Bộ Công an vào tối mùng 2 tháng 8 vừa qua. Chị Dung và nhiều thành viên phải nhập viện gấp trong đêm vì bị ngộ độc thực phẩm sau chưa đầy 2 ngày đến Đà Nẵng. Không bao giờ dám vào trong này, vì là nói thật thôi đấy.
không bao giờ dám vào nữa luôn. Nhiều cái đoàn mình đi nó bị như thế quá nhiều người rồi. Theo tìm hiểu, đây không phải là sự việc hy hữu trong mùa cao điểm du lịch ở Đà Nẵng. Trước đó, trong vòng một tháng, Bệnh viện 199 đã tiếp nhận khoảng 10 ca ngộ độc thực phẩm, trong đó chủ yếu là khách du lịch. Điều này cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm ở các quán ăn, nhà hàng đang hiện hữu, trực tiếp đe dọa sức khỏe và tính mạng của du khách. Khi được hỏi về vấn đề này, đại diện Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố Đà Nẵng đã có phản hồi gây bất ngờ. Cái việc mà mất an toàn thực phẩm trong cái đợt cao điểm mùa hè này thì chúng tôi cũng đã có những cái bước đầu dự báo trước. Tôi bị nó có mấy yếu tố thế này. Thứ nhất đó là bình thường thì cái thời kỳ này thì là cái mùa cao điểm về công tác mất an toàn thực phẩm. Cái người làm công tác an toàn thực phẩm của chúng tôi là rất là quan tâm. Hiện nay thì ngành du lịch cũng như là các cái ngành chức năng thì đang nỗ lực để triển khai các cái biện pháp để đảm bảo công tác an toàn. Nói chung, trong đó có an toàn vệ sinh thực phẩm thì chúng tôi vẫn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lại Ban vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là các cái ngành chức năng khác trong cái việc triển khai tuyên truyền phổ biến cũng như là tiến hành triển khai các cái công tác quản lý nhà nước đối với lại du lịch và đối với lại lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm để đảm bảo các cái yêu cầu an toàn cho du khách khi tới tham quan du lịch tại thành phố Đà Nẵng. Không riêng tại Đà Nẵng, vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm đang trở thành câu chuyện cần được đặc biệt lưu tâm với các địa phương có du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, bởi khi du khách cảm thấy mất an toàn với một điểm đến thì đồng nghĩa với việc họ sẽ lựa chọn rời bỏ. Trong năm học mới 2022-2023, mức đóng bảo hiểm y tế học sinh sinh viên vẫn giữ nguyên, không tăng so với năm học trước. Theo đó, học sinh sinh viên đóng 70% và ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%. Tổng mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên trong 3 tháng là 201.150 đồng, 6 tháng là 402.300 đồng, 9 tháng là 603.450 đồng và 12 tháng là 804.600 đồng. Đối với học sinh đầu cấp hoặc đã tham gia bảo hiểm y tế gián đoạn trong năm học trước thì có thể tham gia bảo hiểm y tế ngay từ đầu năm học. Khi chính phủ điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế, mức lương cơ sở, người tham gia và ngân sách nhà nước không phải đóng bổ sung hoặc không được hoàn trả phần chênh lệch do điều chỉnh đóng bảo hiểm y tế, mức lương cơ sở đối với thời gian còn lại đã đóng bảo hiểm y tế. Thưa quý vị, chưa đầy 2 tuần nữa học sinh trên địa bàn tỉnh Yên Bái sẽ đến ngày tựu trường. Năm học 2022-2023 là một năm học được dự báo có nhiều khó khăn do có thay đổi về chế độ hỗ trợ với học sinh vùng cao, vùng dân tộc thiểu số. Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên đã gây ra nhiều khó khăn đối với các trường học vùng cao. Đã hơn một tuần nay, các cô giáo của trường mầm non xã Lâm Giang, huyện Văn Yên phải leo từng con dốc, lội từng con suối đến từng nhà của trẻ nhỏ trong độ tuổi đến lớp để vận động phụ huynh cho con đi học. Trường có 3 trên 5 điểm lẻ, đa phần là người dân tộc thiểu số, nhận thức của người dân vẫn còn nhiều hạn chế. Nhà trường huy động phụ huynh là đến để trồng rau để nấu canh trưa cho học sinh. Thống nhất với phụ huynh là sẽ góp gạo. Và góp gạo thì sau đó nhà trường sẽ triển khai cái nội dung đó cho các cô giáo là cắm cơm và nấu canh trưa để đảm bảo cái chất dinh dưỡng cho bữa ăn. Được các cô giáo trong trường đến vận động, tuyên truyền việc đưa con cháu mình đến trường đúng độ tuổi, cũng như giải thích nhiều vấn đề khi không được nhà trường hỗ trợ về chế độ cho các cháu nữa. Các cô cũng vận động phụ huynh đến trường, trồng thêm rau để cải thiện bữa ăn. Gia đình mình cũng yên tâm khi gửi các cháu đến trường trong năm học tới đây. Đến hết năm nay, huyện Văn Yên sẽ có hơn 200 giáo viên và 740 học sinh thôi hưởng chế độ phụ cấp và miễn giảm học phí. Dự báo nguy cơ học sinh bỏ học sẽ có chiều hướng gia tăng. Ngành giáo dục huyện đã đưa ra nhiều giải pháp trước thềm năm học mới. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và đặc biệt trong đó là Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn để rà soát, thống kê và lập danh sách đối tượng bị tác động, báo cáo với Ủy ban Nhân dân huyện để phân loại đối tượng và có những cái giải pháp hợp lý. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi các tổ chức, các cá nhân, các cơ sở giáo dục sẽ hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em có đủ điều kiện tối thiểu, yên tâm trong học tập. Năm học 2022-2023,
Yên Bái đã thi tuyển dụng hơn 800 giáo viên, nhân viên ở các cấp học nhằm bù đắp thiếu hụt số lượng giáo viên trong năm học mới, đồng thời cử biệt phái giáo viên môn tiếng Anh lên tăng cường cho hai huyện vùng cao là huyện Mù Cang Chải và huyện Trạm Tấu nhằm đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới, giúp nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao. Thưa quý vị, Hoàng Su Phi là huyện biên giới của tỉnh Hà Giang, với trên 90% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Trong những ngày này, ở các bản làng, đồng bào dân tộc đang phấn khởi, an tâm vì được tiêm vaccine phòng COVID-19. Sự quan tâm chăm lo của chính phủ, các cấp chính quyền đã tiếp thêm sức mạnh cho cộng đồng đoàn kết với mục tiêu hướng đến miễn dịch cộng đồng một cách chủ động. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân. Đây là buổi tuyên truyền vận động tiêm vaccine COVID-19 bằng tiếng dân tộc và dịch ra tiếng phổ thông cho đồng bào vùng biên tại chợ phiên xã Thẳng Tín. Do tình hình dịch lắng xuống, một số bộ phận người dân có tâm lý chủ quan lơ là đối với việc triển khai tiêm vaccine mũi 4 sau khi đã hoàn thành 3 mũi vaccine. Nắm bắt được tâm lý đó, trạm y tế xã đã phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường bám sát cơ sở, thường xuyên tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, hiểu rõ lợi ích của việc tiêm vaccine nhắc lại. Hôm nay tôi đến tiêm vaccine COVID-19 mũi 4. Tôi cảm thấy rất là vui và nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc tiêm vaccine để phòng chống bệnh cho bản thân cũng như người thân trong gia đình. Do tiêm chủng đầy đủ theo y tế nên trong thôn không ai bị mắc bệnh này cả. Xác định đây là sự quan tâm lớn của Đảng và Chính phủ dành cho đồng bào các dân tộc vùng cao, huyện Hoàng Su Phi đã thực hiện đợt cao điểm tiêm vaccine mũi 4 cho người dân đến hết tháng 8. Trong đó, chú trọng đưa ra các giải pháp nâng cao tỷ lệ bao phủ vaccine cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã biên giới, an tâm lao động sản xuất. Trung tâm y tế cũng đã chỉ đạo các trạm y tế xã là tăng cường cái công tác phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể là xuống tận thôn bản, xuống tận nhóm hộ, nhánh hộ để tuyên truyền vận động bà con ở vùng sâu, vùng xa về cái công tác tiêm COVID-19 này để vận động bà con đến tiêm đầy đủ. Đấy, vì những cái nội dung đấy chúng tôi triển khai đấy, đến hiện tại bây giờ là chúng tôi cũng đã đạt được một số kết quả. Tuy mới triển khai nhưng tỷ lệ tiêm vaccine mũi 4 của tỉnh Hà Giang đã đạt gần 70% với mục tiêu hướng đến miễn dịch cộng đồng một cách chủ động. Hiện các cấp các ngành của tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ tiêm ở tất cả các lứa tuổi với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người. Hôm qua ngày 17 tháng 8, chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì và Cố vấn An ninh Quốc gia Nhật Bản Takeo Akiba đã đồng chủ trì đối thoại chính trị cấp cao Trung-Nhật lần thứ 9 tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc. Tại đối thoại chính trị cấp cao Trung-Nhật lần thứ 9 tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, ông Dương Khiết Trì đề nghị phía Nhật Bản chú trọng những lợi ích cơ bản và lâu dài của hai nước và hai dân tộc, xây dựng sự hiểu biết đúng đắn về Trung Quốc, theo đuổi chính sách tích cực, thiết thực và hợp lý về Trung Quốc, đồng thời giữ vững đường lối phát triển hòa bình. Ông Dương Khiết Trì cũng nêu rõ Nhật Bản cần tuân thủ 4 văn kiện chính trị và đồng thuận chính trị giữa hai nước, hợp tác với Trung Quốc để nâng cao mức độ tin cậy về chính trị, thúc đẩy các mối quan hệ song phương phát triển hoàn thiện, ổn định, lành mạnh và chặt chẽ hơn. Ngoài ra, hai bên còn trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Hai bên nhất trí rằng đối thoại chính trị cấp cao Trung-Nhật lần thứ 9 đã diễn ra một cách thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng, đạt được một số đồng thuận quan trọng. Trung Quốc và Nhật Bản sẽ tiếp tục duy trì đối thoại và liên lạc. Nga và Ukraine vẫn liên tục đổ lỗi về các vụ bắn phá nhà máy Zaporizhia, một trong những tổ hợp năng lượng nguyên tử lớn nhất châu Âu. Trong bối cảnh đó, Ukraine vừa thành lập Trung tâm Xử lý Khủng hoảng để đối phó với nguy cơ xảy ra tình trạng khẩn cấp tại nhà máy điện này. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Ukraine, ông Hetman Galushchenko cho biết, Trung tâm Xử lý Khủng hoảng liên quan nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia được thành lập trên cơ sở công ty năng lượng hạt nhân Energotum thuộc sở hữu nhà nước của Ukraine sẽ làm việc liên tục để theo dõi tình hình tại nhà máy điện hạt nhân này. Trung tâm có sự tham gia của đại diện các bộ ban ngành của Ukraine. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, ông Jens Stoltenberg, ngày 17 tháng 8 cũng cho rằng Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cần được cho phép thanh sát khẩn cấp nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia trong bối cảnh nhà máy gần đây bị đe dọa bởi các vụ bắn phá. Hiện nhà máy Zaporizhia đang nằm dưới quyền kiểm soát của phía Nga.
Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, cơ quan cảnh sát khu vực Greater Manchester ngày 17 tháng 8 thông báo đã phát hiện thêm một thi thể trong vụ hỏa hoạn tại khu nhà Bismarck Hall Mill ở Oldham, Manchester hôm 7 tháng 5. Thi thể được xác định là người Việt. Cơ quan chức năng thành phố Manchester của Anh đến nay đã phát hiện 4 nạn nhân trong vụ hỏa hoạn và một người đã xác định được danh tính bằng phương pháp phân tích vân tay. Nạn nhân vừa được phát hiện thêm là Nguyễn Văn Ước, 31 tuổi. Cảnh sát đang chờ kết quả xét nghiệm ADN của nạn nhân. Nguyễn Văn Ước là một trong 4 công dân Việt Nam được báo cáo mất tích tại Anh trước đó và được tin là đã có mặt tại khu nhà khi xảy ra vụ hỏa hoạn. Ngày 13 tháng 8, Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao đã liên hệ và gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân. Các cơ quan chức năng hai nước Việt Nam và Anh đang tích cực phối hợp để nhanh chóng xác định danh tính những nạn nhân còn lại. Đại sứ quán Việt Nam tại Anh thông báo các công dân Việt Nam cần hỗ trợ hoặc có thông tin liên quan có thể liên hệ qua đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh. Số điện thoại 44-7713-181-501. Hôm qua, thành phố Yangon, nơi từng là thủ đô của Myanmar và một thị trấn ở phía tây nước này đã hứng chịu lượng mưa trong một ngày cao nhất trong vòng hơn 50 năm qua. Lượng mưa khổng lồ trong một thời gian ngắn đã khiến cho nhiều khu vực bị ngập lụt. Theo Cơ quan Khí tượng và Thủy văn Myanmar, thành phố Yangon đã chứng kiến lượng mưa trong một ngày cao kỷ lục trong vòng 54 năm, với lượng mưa lên đến 170mm, vượt mức cao nhất trước đó là 149mm, được ghi nhận vào tháng 8 năm 2019. Mưa xối xả trong thời gian ngắn vào sáng 17 tháng 8 đã khiến một số khu vực bị ngập lụt. Trong khi đó, thị trấn Kyaikphiu thuộc bang Rakhine ở phía tây Myanmar cũng ghi nhận lượng mưa 502mm, cao nhất trong 58 năm qua, cao hơn nhiều so với mức 272mm ghi nhận vào tháng 8 năm 1994. Tuy nhiên, dù lượng mưa trong ngày 17 tháng 8 cao như vậy, nhưng lượng mưa trung bình trong năm nay ở Myanmar vẫn ở mức thấp, khi quốc gia Đông Nam Á vừa trải qua những ngày nắng nóng kỷ lục trong vòng gần 70 năm vào tháng 7 vừa qua. Thị trấn Takachiho thuộc tỉnh Miyazaki, Nhật Bản vừa cho vận hành một đoàn tàu đặc biệt chạy bằng nước súp ramen và dầu ăn đã qua sử dụng. Đây là một trong những nỗ lực nhằm hướng đến sử dụng các nguồn nguyên liệu sinh học thân thiện với môi trường. Theo nhật báo Mainichi, chuyến tàu chạy bằng súp ramen đã bắt đầu phục vụ du khách kể từ hôm 1 tháng 8 và được vận hành bởi công ty đường sắt Takachino Amaterasu ở thị trấn Takachiho thuộc tỉnh Miyazaki của Nhật Bản. Công ty đường sắt vận hành đoàn tàu thông qua nhiên liệu làm từ dầu diesel sinh học, vốn được kết hợp từ dầu ăn đã qua sử dụng và mỡ heo chiết xuất từ súp ramen bỏ đi. Tỷ lệ tinh chế ra loại dầu diesel đặc biệt này là 9:1, với sự kết hợp từ dầu đã chiên tempura, hải sản và rau củ tẩm bột chiên giòn, trộn cùng mỡ heo, chiết xuất từ món súp tonkotsu ramen hoặc nước hầm xương heo. Sau nhiều lần chạy thử nghiệm ở thời điểm giữa tháng 6, công ty Takachiho Amaterasu nhận thấy động cơ tàu hoạt động vẫn trơn tru, không gặp vấn đề gì khi tàu lên dốc, cũng như không có khói đen hoặc mùi khí thải nồng như các nhiên liệu diesel thông thường, trong khi giá lại ngang bằng nhau. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!